Hello, xin chào các bạn. Xin chào mọi người. Ok, ngày hôm nay Phương qua đây thì có điều gì giữ ở trong tim không? À, cũng sắp vào Tết rồi anh ạ, em chỉ cần anh tạo cho em một kiểu tóc nào để em đi chơi Tết thôi. Ok, vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tạo cho Phương một kiểu tóc rất là chất và mang cái phong cách cổ điển. Nhưng mà anh sẽ không nói cho Phương biết là kiểu tóc gì đâu. Một chút nữa vào hành trình thì em mới biết cơ. Còn bây giờ quan trọng là em đã sẵn sàng để thoát khỏi cái bộ tóc bù xù này chưa? Làm cái hết đi. Ok, vậy thì bắt đầu thôi nhỉ. Ngày hôm nay thì mình sẽ cho Phương tạo kiểu tóc theo phong cách của Sơn Tùng NTP trong MV Chúng Ta của hiện tại. Mình đang muốn nối tóc dài mà sau khi nghe anh Hưng phân tích về kiểu tóc này xong thì mình cũng có cảm hứng hơn và quyết định sẽ xuống tóc. Vốn dĩ phong cách của mình từ trước tới nay hơi cá tính và khá nhiều màu sắc, nhưng mình cũng đang rất mong chờ kết quả bởi mình chưa từng thử phong cách cổ điển giống anh Tùng bao giờ. Kiểu tóc của Sơn Tùng NTP trong MV Chúng Ta của hiện tại là kiểu tóc slick back. Tuy nhiên, chất tóc người Việt Nam đa số là chất tóc cứng dễ che nên rất khó ứng dụng với kiểu tóc slick back. Nên Sơn Tùng đã có một lựa chọn rất thông minh là side part slick back để có thể ép size dễ dàng hơn. Hai phần bên mai được cắt gọn lại khoảng 1-2cm, phần đuôi gáy từ 3-4cm và quan trọng nhất là phần tóc đỉnh đầu với độ dài khoảng 15cm. Đòi hỏi stylist phải có kỹ năng, tay nghề cao và sự tỉ mỉ để tạo ra được kiểu tóc hoàn hảo nhất. Thêm nhiều kiểu vuốt hay xu hướng tóc và màu tóc mới nhất, hoặc Tết này anh em vẫn chưa biết để tóc gì, hãy tham gia ngay group cộng đồng Đẹp Trai Cùng 30 Size. Tôi và các anh em stylist sẽ tư vấn, giải đáp tất cả các thắc mắc của anh em để anh em có thể tìm được kiểu tóc ưng ý nhất. Nhớ nhá.